có một bộ hồ sơ đầy đủ và muốn tự nộp hồ sơ cho những ngôi trường mà mình yêu thích, hãy trải nghiệm ngay tính năng tự nộp hồ sơ online trên website của King Study nhé. Lưu ý, bạn cần đăng nhập trước khi thực hiện thao tác này. Tại trang trường mà bạn muốn nộp hồ sơ, chọn khóa học, tìm khóa học bạn muốn apply, sau đó chọn nộp hồ sơ. Chọn nộp ngay nếu bạn không muốn bổ sung tài liệu nào khác cho hồ sơ. Bạn hoàn toàn có thể xem hồ sơ và tiến độ được cập nhật tại phần theo dõi hồ sơ của riêng mình nhé. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, hợp tác và đào tạo quốc tế, các chuyên gia của King Study đã đồng hành cùng hơn 1.200 học sinh với tổng giá trị học bổng trao đến tay các bạn là 130 tỷ đồng. Và nếu bạn vẫn đang có những thắc mắc cần được giải đáp, vậy thì hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của King Study để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí tại website của King Study nhé!